này có được như vậy, này tăng cấp như vậy. Cá thì dài nhiều, thì vàng cũng bự nữa, thì vàng to lắm, khác năm nay có thì vàng to không? Đó, đứng, đứng, đang sợ ánh nắng nữa ha. Thì vàng còn hàng đã để căn thứ bự rồi, con bự hai lạng, hai lạng, hai gì có hai con thành bốn lạng, hai con bốn lạng, một con nhỏ thì không tới nhưng được tương chung là vậy, để căn thử hết nha. Lấy hụt ra sao miếng căn thử hết nha, cái lỗ này 8 lạng phải không? Đúng rồi, gần 5 ký, không 4 ký mấy, mấy con quay lại luôn, quay lại lên đi, anh người đây cá thôi, quay vòng vòng vòng, này cá ngon rồi, cá đi dài nhiều quá, cá đi dài nhiều quá ha, này nó đi dài, thì vàng cũng to không ha, mấy con này, rồi, con này yếu quá, con này yếu, rồi con đôi con, chào, cá lóc thấy không con? Chờ ở đang quay khung cảnh. Thiệt chứ. Trời, nó chìm luôn à. Tiêu rồi. Lóc, con quay không kịp đó phải không? Giờ định quay trước cái đường đi á. Là hay gì? Chừng lên. Ồ, cá nửa kg lô mình cháu quay không được. Để ý cái mỗi lần con quay trước đường đi là hai dính này. Dính cái sạc chung luôn đó nè. Dính vô kiểu luôn hai. Giờ cá lóc ngon nha. Cá quay nặc đẹp dễ nhưng mà nở lòng nào. Đây hay rửa. Cứ quay đường đi là hai dính nè. Vậy. Đây hay lụp. Giờ quay trước đường đi là rửa bụng. Hay la luôn. Đứng xa ra quay mới đẹp không? Tập trung nó không có. Xa ra cái đứng gần lại. Quá đẹp. Bằng cá nhỏ quan kia gì hay con cũng cỡ đó, cỡ đó 4 lạng à, cá nãy đực đẹp ghê luôn, một quay không kịp rồi, cho vô cái nó cá vô khác bọng con, trời ơi, lóc một tổng thấy bà rồi sao nghe ục ra đi, con nghe không nghe, trời ơi, con tổng cả nhà không biết máy nghe không. Chờ sao mắt con bông kia đi tự tính bông quá dài vậy sao đây ra là rối mình luôn, cá này bự rồi. Quay nha con, đang quay ra nè. Ồ, chân nó luôn kìa, quá tuyệt. Còn con nữa nha con, nè còn con không nữa cả nhà, còn đứng trên lên trên lên trên còn con nữa, thở con né né là hai bước đi, thêm bầy nữa là đủ. Yên cái lóc hai ơi, kìa trời ơi cái lóc bự nó chín vô bọng nè. Trời ơi, lật hay không? Con thấy nó đi đây luôn nè. Thấy chưa? Như quay dính á. Nãy nó đi trên mặt này quay dính nè. Trời ơi, dính vô bọng rồi nè. Trời ơi. Trời ơi, dính vô bọng nè. Cá ngon luôn. Cho xa ra coi. Cho xa ra quay mới đẹp. Quá đã. Đã cả nhà, tính vô bọng cháu. Phát hiện nó. Trời đã. Nãy nó đi trên mặt này luôn nè. Ừ. Quay dính luôn. Dính luôn. Đúng rồi. Đã không? Ừ. Tuyệt vời á. Bữa nay bắt giùm đi rồi mà đã quá ha. Đi không trao nước hay gì luôn. Ừ. Bọng này nãy này nhìn kỹ hơn là không chói nắng, chói nắng là không thấy à. Đẹp ghê hả? Thấy. Thấy nó giải ghê không? Ghê. Lật luôn. Cái lóc mà. Để
luôn con, bốn lạng hơn nữa. Ồ, xa ra, đứng trước cái kìa, kia cho nó đẹp. Ngon dữ luôn. Đứng kia. Ồ, đứng xa xa ra. Cá khi còn cái nhà. Đặt lại đây con. Đâu, lại đây con. Cá, bự hơn cá kia luôn không? Ừ. Còn ghê luôn. Ở đây. Này bắt cá lóc bự không? Bự không cả nhà. Này hơn phút này được cái lóc nó không đói à bữa nay. Là phút này. Bên trên là hướng trên đó. Quá kiêu kìa. Là mười cái lóc vậy bắt ha. Ừ. Chưa xảy con nào. Nhóm gì nữa kìa. Nhóm mình gì nữa. Chưa thấy chuyện nó. Cười ta. Cái sạch ha. Có cái rô ở dưới á, dưới cái rô còn dưới á. Nè, bọng này có coi bọng nha không? Ừ. Sợ té. Nè, bọng này. Cái độ nhậu nước ở dưới á, không phải là trên. Cái lóc rồi con. Chà bá luôn không? Không, 2 lạng à. 2 lạng à. Chợ này ngon chứ, này nhiều khi 3 lạng. 2 lạng à, để em bỏ vô. Nhiều nó không vô sao á. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Ui cá lóc. Rồi chìm. Vàng. Kì vậy. Trời ơi. Xíu nó chết luôn hay ừ. Né heo ổn là đụng rồi. Nhớ chưa đó không? Ừ. Mà chỗ nào con? Chỗ đó đó. Lùi chết trên đây miếng. Ui cái gì vậy? Phi. Chết ngắt luôn à. Thử ra một xíu à. Bên đây có phi quất à. Con lụm vô hai chai hai lụm. Lụm đi. Rồi để nó né ra, con đứng chỗ này. Gì ghê vậy? Trời. Cá lóc rồi. Cá này là ngoài.
ghê vậy ta. Trời ơi, nó không ra đây con. Chỉ nó trong bọng rồi. Rồi sao bắt? Sao nó không ra ta? Lần kia đi. Nó không ra, mình không vô. Tiêu rồi. Con gì đây? Con Phi. Con Phi mà sao bự quá vậy? Cho trận đất chi điện cục dữ lắm mà đuôi xanh luôn. Con ra nãy ra đây quay đẹp rồi. Để nãy hay kia con đứng kia. Ừ. Nhưng mà đứng xa như quay được á. Nãy đặt cam cao. Nửa kg hơn. Nửa ký. Hơn nửa ký luôn cả nhà. 6 lạng hả? Trời con này mập là 7 lạng luôn. Còn để sao ra cái nắp đẹp cá kìa. Trời. Giật cái. Nửa ký lại rồi con. Nửa ký gì? Thấy không? Giờ mình ra tao đó luôn ha. Trời có nó ọc kìa. Ghê kìa. Đây nhúng nước rồi, hình như nhúng cá nữa con. Để đưa rồi ra. Bỏ vô, để đưa rồi hai nhúng nước cá cho anh tỉnh đi. Quay hai nhúng nước đi. Rồi còn nắng con này nó không? Bỏ ra cái này. Cái lóc còn ngước đầu lên kìa. Bọn này bắt được hai cái lóc rồi. Quất thêm đám này nữa rồi về. Mệt rồi, nè, đây con. Đây, như đây cái nhà lại coi cái nhà. Để tắm độ với nhà căn thử biết cỡ hết luôn nông cái gùi là cỡ 5 ký cá cả nhà. 5 ký cá. Rồi, để phan coi đã còn nào hoài đúng không phan. Vậy mà nó ra hoài luôn, thấy ghê không? Ra hoài luôn. Còn nó phi đâu? Chắc đi lên trên rồi. Nhớ còn nó phi bự nữa mà. Ăn cái lóc chiên dậu đen con nữa sao hồi nãy. Đó cái lóc nữa. Trời ngon dữ vậy ha. Chỗ này ba cá lóc. Trong bọng mà. Đâu rồi? Sao hai mò được thấy nó chọt nó mà giờ. Có cái đường xá không? Ngay đây. Xíu chết rồi. Ngay chỗ này nè. Giờ hai không thấy đâu hết. Ngay đây. Đi. Kiếm đường. Tôi nhớ cái đó giùm hai nha không? Ừ. Ngay cũng cỏ xanh. Đúng lắm, còn trai cũng phải đúng vừa đâu. Ngay cỏ xanh. Cái rô mà. Nè. Nó cái lão rất lên lỗ ràng. Ba con. Đó, là mấy con là mốt. Đừng cắn tôi nha chợ. Gì đó à? Cá mộng vậy đây, chạy xuống con rồi á. Có thấy gì đâu. Con rồi. Rồi chắc hai lớp được, đúng không? 4 cá lóc rồi đó, 2 rồi. Chứ cái gì bọng như vậy nè, coi con bật lên đi, cái bút lên từ đây đi con nào đó. Bọng này ghê từ nào, bắt biết bao nhiêu con ha. Nè, lóc con này lóc nè. Nè. Đâu không thấy. Ủa nằm đó luôn hả? Ừ. Đó chìm đó. Chỗ bọng này nhiều dữ à. Trời ơi, thấy nó bọng này đủ vốn nè. Trời ơi. Nè, cầm lắng đi. Một cái bọng 6-5 con cá. Ê. Chưa. Rồi luôn. Rồi dưới trời. Quá lắm là 4 con này, 5 con rồi. Nãy ra bắt đây nè, hai anh trai. Ừ. Đây,
qua bên đó chứ không gặp. Hàng cháu bên này nó đi qua. Mày cho tỉnh đi hai chọt đó. Đây đây. Nè qua đây, qua đây. Nãy cá là mấy cái này nè. Mày chạy ra tới đây nè. Không không á. Không có. Nãy nãy vô ngon rồi. Từ tắt luôn cái 30 phút. Nữa con trai ơi, con nước cho nhát con trao nè. Bông này dữ. Cá chú đây quá trời. Bông ở đây nè, bông ở thấu đây nè, hai càng hai con bông này. Và tới đó luôn hả? Ừ. Bông trầm trên là bông bông gò. Trên bông nổi dưới bông trầm. Ừ. Hàng gì ha. Bông trên nè, ở dưới đó có cái bông dưới nữa. Hàng gì cá quá trời. Cá ra nè con. Cá ra là cái bông dưới cái bông trên nãy dạ bùng 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 nhớ không? Ừ. Cái này quay ra cái này không đổ là được cái này để đi này hai ớt ha hai ớt con tạm ngưng video hay cho nó đi chỗ khác nhỉ tạm ngưng rồi rồi con tổng kết video rồi cả nhà tưởng mở ra không bộ bị này gọt gì ở đây cái chê lai quá trời một bự này cần riêng cần chung nó còn cái cần không chịu phỉ phỉ luôn ha cần không chịu nổi cần không chịu nổi để đây đi ông chịu muốn bước con không nước cái cho đây nè mới thấy khô ngọt chết ha hơi đổ cá này cá xong từ cái lóc ra đây nè để ngọt cá thì vừa mới ngọt chết hết còn cá kìa thấy không tỉnh nổi ta cái bự ha đỉnh á nãy cũng vậy mà cái cạp á nãy con kia cũng đơ đụng vô nó cắn cái đồng tức rồi cái lóc đồng vậy đó nè 4 kg này 3 kg mấy vậy? Cái này kia 8 lạng 3 kg 2 đi tại cái rô phi nữa nè không cái rô phi nữa đó 2 ngớt 2 ngớt 2 ngớt đây 2 tỷ lai này có được nhiêu đây ký là 1 ký nè, cái này là cái rô phi với lại cái rồng rồng của ông đủ kho luôn á rồng nhiều này 1 ký nữa ký là này tính 3 kg mấy được 5 kg mấy ha 2 ngớt nữa kìa 5 ký mình đoán đúng quay quay ra không có lường rồi mở đèn lên đó mở đèn rồi rồi cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ tấm cá nha hẹn gặp cả nhà ở video sau rồi ok tắt rồi.